Cao nhân chỉ dạy, con người cao ở nhẫn, quý ở thiện và hơn nhau ở ngộ. Con người sống trên đời này, ai cũng than mình khổ, vậy phải làm gì để hết khổ? Theo Đức Phật dạy, muốn cả đời này may mắn, suôn sẻ, thì trong tâm chỉ cần điều này là đủ. Kính thưa quý vị và các bạn, con người cao ở nhẫn, trong mọi việc đều có thể nhẫn thì phẩm chất sẽ tự nhiên cao. Con người quý ở thiện, trong cuộc đời luôn tích đức, làm việc thiện thì mới là đáng trân quý. Con người hơn người khác ở chỗ ngộ. Một người có thể hiểu thấu nhân sinh thì mới là kiệt xuất hơn người. Đời người, công danh lợi lộc chỉ như mây khói thoảng qua, có thể tiêu tan bất cứ lúc nào, duy chỉ có tiếng thơm là lưu truyền mãi ngàn năm. Thưa quý vị, người xưa dạy rằng, làm người hãy tu dưỡng để trở thành người thượng đẳng, đừng để trở thành người hạ đẳng. Vậy để trở thành người có tu dưỡng, chúng ta cần phải làm gì? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những lời răn của người xưa dưới đây. Khi đắc ý, hài lòng đừng quá cuồng vọng, cuồng tất sẽ kiêu, mà kiêu thì tất sẽ bại, là mầm mống dẫn đến thất ý. Khi thất ý đừng quá bi thương, bởi vì bi thương thì sẽ yếu lòng tất sẽ suy sụp. Một khi không gượng dậy nổi thì chính là không tôn trọng sinh mệnh của mình. Mọi sự nên tùy duyên, không nên cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên. Thích ứng với mọi hoàn cảnh mới có thể khiến tâm tình tốt đẹp. Mọi việc trong đời cần xét xem nên làm thì hãy làm, không nên làm thì không nên làm là được rồi. Đừng quá khắt khe, đòi hỏi ở người khác. Những việc bản thân không muốn thì đừng áp đặt lên người khác. Đừng quá khắt khe với bản thân, những việc không muốn cũng đừng áp đặt bản thân. Hãy để tự nhiên. 1. Nhẫn. Con người cao ở nhẫn, trong mọi việc đều có thể nhẫn, thì phẩm chất sẽ tự nhiên cao. Người mà hạ thấp người khác để nâng mình lên hay nâng mình lên nhằm hạ thấp người khác, thì đều chỉ là tiểu nhân, không được người đời tôn trọng. Người mà khiêm tốn, cung kính, nâng người hạ mình mới là điều mà người quân tử hướng tới. Người đa nghi tất sẽ sinh thị phi, người nhiều lo lắng thì sẽ sinh phiền não. Người nhiều suy tư, hoài niệm sẽ sinh ra u buồn. Người quá nhiều oán hận sẽ sinh ra căm phẫn, uất ức. Một khi tâm bình thì khí tất sẽ thuận, tâm loạn thì mọi sự tất sẽ rối. Tâm thái một người bị mất cân bằng thì mọi sự tất sẽ bị lệch. Người xưa thường hay nói, một điều nhịn chín điều lành, hay chữ nhẫn là chữ tương vàng. Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu. Nếu không biết nhẫn thì trong tâm hồn luôn có một ngọn lửa, chờ gió nhẹ thổi tới là bùng cháy. Khi mà cháy thì các vị biết cái gì rồi. Nhiều người không hiểu nói nhẫn là nhục lắm. Đó chỉ là sự đè nén, chịu đựng. Nếu vậy chưa phải là nhẫn. Nhẫn nhịn chính là cái cột chống đỡ cho tinh thần đua tranh. Nếu lúc nào cũng nghĩ đến sự nhẫn nhịn thì thắng không kiêu, bại không nản. Có thể tiến, có thể lui, có thể nắm, có thể buông, có thể được, có thể mất, theo ý muốn của mình. Nhẫn nhục là giữ thái độ hòa hiếu, hóa giải những phiền não do sự sân giận đem lại. Và khi sân giận mang lại hầu như không có tốt đẹp như câu ngạn ngữ giận quá mất khôn mà chúng ta từng nghe. 2. Thiện. Con người quý ở thiện, trong cuộc đời luôn tích đức, làm việc thiện thì mới là đáng trân quý. Thiện và bất thiện là những tiêu chí để đánh giá đạo đức. Trong Phật giáo, thiện và bất thiện có liên hệ mật thiết đến những trạng thái tâm lý. Nói cách khác, thiện hay bất thiện không chỉ thể hiện qua việc làm bên ngoài, không chỉ liên quan đến ý nghĩ, lời nói và hành vi, mà còn được nhìn từ những trạng thái tâm lý. Ví dụ, sự chán nản, thất vọng, buồn phiền có thể được xem là bất thiện, trong khi sự tinh tấn, hoan hỷ, an vui tự tại lại được xem là thiện. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng các trạng thái tâm lý này có những ảnh hưởng nhất định đến suy nghĩ, lời nói và hành vi. Những trạng thái tâm lý tích cực có thể đưa đến những lời nói hay hành vi tích cực và ngược lại. Những trạng thái tâm lý tiêu cực có thể đưa đến những hành vi và lời nói tiêu cực. Đối với người thiện, người tốt thì phải cung kính, đối với người ác,
người xấu thì phải nghiêm khắc, đối với bạn thì phải độ lượng, đối với người tài thì phải khiêm tốn, đối với người hèn yếu thì phải khoan dung, giúp đỡ. Người xưa có câu, thư kiến hiền học cung hành, quan ái dân nghiệp trùng đức, ý nói, người đọc sách mà không tu dưỡng đức thì chỉ là nô lệ của chữ, làm quan mà không thương yêu che chở dân thì chỉ là cường đạo mặc áo mũ chỉnh tề, dạy tri thức mà không tán thành thực hành thì chỉ như hòa thượng thuận miệng, tụng kinh mà không ngộ pháp, người tạo dựng sự nghiệp mà không chú trọng tu dưỡng phẩm hạnh đạo đức thì cũng chỉ như đóa hoa nở, trong nháy mắt sẽ héo tàn. Tự ràng buộc, hạn chế, ước thúc bản thân chính là chân quý bản thân mình một cách thực sự, là một loại đạo đức cao thượng. Người tự ước thúc được bản thân sẽ không ngông cuồng dựa vào thế lực, không bị cám dỗ bởi sự tình bên ngoài. Trong lòng họ luôn vững như dãy trường thành, có thể ngăn chặn được sóng cao vạn trượng. Người tự hạn chế, ước thúc được bản thân có thể thẳng thắn đối mặt với chính mình. Người ấy có thể dùng tâm thuần khiết đối đãi với người khác. Hiệp nghĩa khi kết giao bạn bè, giữ được chính nghĩa, không thiên vị, có thể ngẩng đầu đứng ngạo nghễ, hiên ngang như cây trúc. Người ấy, khi đối mặt với muôn hình muôn vẻ, vạn sự hấp dẫn, thì tâm không động, mắt không mê, miệng không tham. Sở dĩ có thể làm được những điều ấy, bởi họ luôn có lòng tự tôn và tự tin vào bản thân mình. 3. Ngộ. Con người hơn người khác ở chỗ ngộ. Một người có thể hiểu thấu nhân sinh thì mới là kiệt xuất hơn người. Vào thời cổ đại, con người miêu tả cuộc sống như một giấc mộng. Ngay cả giáo lý Phật già cũng cho rằng chỉ duy nhất việc tu luyện mới có thể thực sự đánh thức con người khỏi giấc mộng. Do đó, việc thức tỉnh của con người chính là ngộ hay giác ngộ. Lão Tử nói, chi nhân giả trí, tự chi giả minh, thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường, ý nói, biết người là khôn, biết mình là sáng, thắng người là kẻ có sức, tự thắng mình là kẻ mạnh. Khốn cảnh không đáng sợ, mà điều đáng sợ chính là mất đi lòng tự tin, mất đi ý chí của bản thân. Trong cuộc sống, phần lớn mọi việc đều không được như lòng người mong muốn. Cho nên ở vào hoàn cảnh khốn khó, càng cần mọi người phải tự tán thưởng mình, khích lệ mình, tin tưởng vào chính mình, khẳng định mình. Làm được như vậy, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng sinh mệnh của chúng ta có một sức sống mới, khiến cho mỗi ngày chúng ta đều là một sinh mệnh mới. Mỗi người đều là riêng biệt, không giống với người khác, có vẻ đẹp riêng, ưu điểm riêng. Cuộc sống vốn là xinh đẹp như vậy, bầu trời vốn là trong xanh như vậy. Điều cần thay đổi không phải là hoàn cảnh mà chính là tâm thái của bạn. Quý vị thân mến, vì sao đời người có hợp có tan? Việc gì rồi cũng đến, đến rồi qua, qua rồi mất. Bởi vì thời gian chính là ảo mộng, khi đã qua rồi không còn trở lại với chúng ta nữa. Vì vậy, hãy trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc đời này, bởi nó qua rồi thì không thể nào lấy lại được. Người xưa vẫn có câu, khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này. Có những thứ qua rồi không bao giờ lấy lại được. Một ngày gồm có sáng trưa chiều tối. Khi sáng sớm thức dậy, nhớ đây là sáng, nghĩ đến chiều thấy như nó xa. Nhưng rồi lụi đụi qua một vài việc là đến trưa. Sau bữa cơm trưa loanh quanh đến chiều, rồi tối. Vì vậy khi thời gian đã qua rồi không còn trở lại với chúng ta nữa. Nhưng mà trong ngày đó, nếu chúng ta làm một việc gì đó, dù tốt hay xấu thì vẫn còn in dấu. Chẳng hạn, đóng một cái bàn, trồng một luống rau, hoặc viết một trang sách, cái chúng ta đã làm vẫn còn, nó hiện hữu với chúng ta. Khi chúng ta đã làm cho nhiều người buồn, láng giềng tức giận, dù ngày đó qua mất rồi, hôm sau ta gặp lại những người ta làm buồn, họ có hết buồn chưa? Như vậy thời gian qua rồi mất không bao giờ trở lại, nhưng những cái gì chúng ta đã làm chưa mất hẳn, nó còn có mặt với chúng ta ở ngày mai. Vì vậy, nếu chúng ta muốn ngày mai ai gặp chúng ta cũng đều vui, đều thân mật, thì hôm nay chúng ta phải làm sao? Nếu gặp người nào chúng ta cũng thách đố, cũng mắng chửi, làm những chuyện bực bội cho họ, thì ngày mai chúng ta sẽ thế nào khi gặp lại họ? Mỗi người chúng ta phải gan dạ trỗi dậy,
đừng vì mệt mỏi, đừng vì mê ngủ mà cứ nằm dài nhắm mắt thì làm sao hết mộng được. Bởi rõ ràng cuộc đời này là ảo mộng. Ví dụ đầu năm thấy cuối năm là xa, nhưng rồi cuối năm cũng sẽ đến. Rồi ngày mai nó qua, qua rồi mất, đến cuối năm khác cũng qua rồi mất, bởi vì tương lai chỉ là hiện tại kéo dài mà thôi. Chúng ta thấy ông bà, cha mẹ chúng ta sanh đó rồi mất đó, tức là sanh rồi tử. Một khi mất đi chúng ta không thấy hình bóng thân yêu đó trở lại. Đến lượt chúng ta, hiện có đây, nhưng rồi cái ngày đó sẽ đến với chúng ta. Nó đâu còn xa nữa, đến rồi qua, qua rồi mất. Sự hiện hữu của chúng ta ngày nay cũng là mộng thôi. Nếu nó là thật thì nó đâu bị qua, đâu bị mất. Mà nó phải qua rồi sẽ mất, thì tự nhiên nó không phải là thật rồi. Vì vậy, hãy trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc đời này. Bởi nó qua rồi thì không thể nào lấy lại được. Ánh nắng của ngày hôm qua càng không thể phơi khô quần áo ngày hôm nay được. Quý vị thân mến, con người sống trên đời này, ai cũng than mình khổ. Vậy phải làm gì để hết khổ? Trước hết muốn hết khổ thì phải biết khổ đau là gì. Khổ đau là những tâm lý đau đớn, bức xúc nối tiếp, chồng chất diễn ra trong tâm, làm cho tâm chúng sinh luôn phát sanh ra bao tâm lý sầu bi, thống khổ. Khổ đau thuộc phạm chủ tâm lý, nó chi phối toàn bộ kiếp sống chúng sanh. Theo triết lý Phật giáo, khổ đau nói tổng quát có tam khổ, nói sâu rộng có bát khổ. Tam khổ và bát khổ này là những nguyên nhân chính đưa đến niềm đau, nỗi khổ triền miên cho chúng sinh. Sau đây, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi câu chuyện ngắn như này. Một bệnh nhân đang quằn quại, đau đớn trên giường bệnh. Thân nhân mời các vị thầy thuốc đến chữa trị. Vị thầy thuốc thứ nhất nhìn con bệnh rồi lắc đầu. Bệnh quá hiểm nghèo chắc không qua khỏi, chữa chạy cũng vô ích. Vị thầy thuốc thứ hai nhìn con bệnh kết luận. Ồ, không can gì, bệnh quá nhẹ, không cần thuốc vẫn khỏi. Vị thầy thuốc thứ ba cầm lấy tay bệnh nhân trần mạch, tìm hiểu bệnh nhân đã lâm bệnh trong trường hợp nào, bệnh tình ra sao, nguyên nhân của căn bệnh và diễn tiến của bệnh trạng, rồi kê đơn cho thuốc. Vị thứ nhất quá bi quan, vị thứ hai quá lạc quan, và vị thứ ba phán đoán theo thực trạng của bệnh nhân, không bi quan cũng không lạc quan. Đức Phật là vị lương y, khi thấy căn bệnh khổ của chúng sanh, chỉ có một tâm nguyện duy nhất là tìm ra nguyên nhân và phương thuốc để điều trị căn bệnh ấy, hầu giúp họ thoát khỏi những cơn đau đớn quằn quại của bệnh khổ. Đó không phải là thái độ bi quan, mà dám đối diện với sự thật để tìm cách cứu chữa. Thưa quý vị, Đức Phật dạy rằng, đời người có ba cái khổ nhất là: 1. Khổ tự nhiên. Cái khổ này là tự nhiên và cần thiết như bản năng sinh tồn trong đời sống, giúp chúng ta biết rõ mức nguy hiểm đến mạng sống để tránh. Biết sống tức là biết trân quý giá trị của cái khổ này của cuộc đời. 2. Khổ quả. Khổ này đến từ những nguyên nhân trong quá khứ, liên quan đến nhân quả. Ấy là khi mình gây ra những nghiệp xấu từ kiếp trước, kiếp này phải gánh. 3. Khổ ảo. Khổ này chỉ do ảo tưởng tạo ra chứ vốn không có thật. Đây mới chính là khổ đế mà Đức Phật nói đến trong Tứ Diệu Đế. Nó còn khổ hơn cả hai loại khổ trên, nên mới gọi là khổ đế. Khổ này có thể chấm dứt hay đoạn tận khi không còn ảo tưởng tham sân si mạn nghi. Nhầm lẫn khổ đế với khổ tự nhiên và khổ quả là không đúng. Khổ do dục ái, hữu ái, phi hữu ái tạo ra mới hình thành khổ khổ, hoại khổ, hành khổ trong khổ đế. Ba loại khổ trong khổ đế này đều do ảo tưởng tạo ra nên gọi là khổ ảo. Quý vị thân mến, theo Đức Phật dạy, muốn cả đời này may mắn, suôn sẻ, thì trong tâm chỉ cần điều này là đủ. Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện sau. Dì ghẻ lặn lội nuôi 8 người con đau ốm của chồng, chấp nhận hy sinh tuổi xuân để gắn bó với người đàn ông nghèo, có tới 8 người con thơ dại. Đau ốm nhưng không khi nào bà cảm thấy hối tiếc vì quyết định của mình, bởi bà tin mình chính là người mẹ đã sinh ra chúng từ trái tim. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Câu chuyện về người dì ghẻ Phan Thị Hoa, 46 tuổi, ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An sẽ là minh chứng để thấy rằng
trên đời này bánh đúc có xương vẫn còn tồn tại. Người phụ nữ gầy gò nặng 35kg đang ngày đêm ở bệnh viện chăm sóc cho cậu con trai riêng của chồng bị ung thư. Dù chưa bao giờ được gọi một tiếng mẹ, con chồng gọi bà Hoa bằng mợ, nhưng bà luôn sẵn lòng hy sinh. Vậy nên, bạn muốn có được may mắn, chỉ cần trong lòng có suy nghĩ tốt lành, là một người tốt là đủ rồi. Lòng tốt, sự nhiệt tình là những giá trị đạo đức mà con người và xã hội rất cần. Con người cần có lòng tốt để giúp đỡ, sẻ chia với người khác, cần nhiệt tình trong lao động, học tập, làm việc. Trong cuộc sống chúng ta luôn phải đối mặt với tâm lý ngại ngùng khi phải giúp đỡ ai đó bởi họ sợ phiền, sợ rắc rối. Nhưng từ giờ, hãy gạt bỏ tâm lý này. Giúp người khác trước mắt là giúp người, nhưng sau chính là tích đức, tích phúc cho bản thân mình. Trong đạo Phật thường hay nói đến tình thương và sự hiểu biết hay từ bi và trí tuệ. Tình thương từ bi phải đi đôi với hiểu biết trí tuệ. Lòng tốt thuộc về từ bi. Lòng tốt muốn có giá trị, muốn phát huy tác dụng cần phải có hiểu biết. Lòng tốt, sự nhiệt tình nếu không đi cùng hiểu biết có thể làm hại mình, hại người, đôi khi làm hại cả hai. Lòng tốt, sự nhiệt tình nếu không đi cùng hiểu biết thì mọi việc sẽ khó thành tựu, khó có lợi ích thiết thực. Khi người khác gặp khó khăn, hoạn nạn, đừng bỏ mặc họ. Lúc bạn đưa tay cho người khác nắm, tức là đã mở cho mình lối thoái hiểm khi gặp những chuyện không may. Hãy chân thành giúp đỡ khi điều đó hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn. Giúp đỡ người khác toàn tâm toàn ý. Người khác có thể không biết, nhưng hãy nhớ, trên đầu có ba thước thần linh. Dù bạn làm gì ông trời cũng biết. Bạn làm việc thiện cứu người chính là cách nhanh nhất lưu giữ niềm vui, tích phúc báo cho mình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ Cao Nhân chỉ dạy con người cao ở nhẫn, quý ở thiện và hơn nhau ở ngộ. Con người sống trên đời này ai cũng than mình khổ, vậy phải làm gì để hết khổ? Theo Phật dạy, muốn cả đời này may mắn, suôn sẻ thì trong tâm chỉ cần điều này là đủ. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Xin lưu ý, nếu quý vị nào thấy video không hay thì mong quý vị thông cảm và bỏ qua. Còn nếu quý vị thấy video hữu ích thì xin đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi video mới của chúng tôi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.